Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Hiển HD. Thôi thì nếu mà mình làm về phim thì mình sẽ nói direct review, làm về game chắc mình sẽ lại nói về Hiển HD rồi các bạn ạ. Hôm nay mạnh dạn rủ Hoan đi chơi cùng, nhưng mà các bạn thấy không, đây là replay lại cái trận đấu. Buồn ấy là buồn ấy, mình chơi ấy, Hoan chắc là phải 5-6 ván gì đấy, nhưng mà không thể quay được video tại vì máy mình nó hết dung lượng. Thôi thế cái video cuối mình bảo Hoan thôi quay lại cho mình, sau đấy gửi lại, tại vì bạn ấy lưu lại được trận đấu ấy, lưu lại được sau trận đấu ấy, mình cũng không để ý cơ. Căn bản là mình có nhấn quay video nhưng mà cuối cùng nó lại không quay các bạn ạ. Cày thực sự luôn. Cái máy nó lởm quá, giờ bố nào donate cho mình quả iPhone 12 Pro Max cái thì thôi. Chắc là mình sang tận nơi mà thông một mông, thơm vào má bạn ấy mất thôi. Ngày trước thì thi thoảng có hay chơi cùng Hoan, nếu mà nói cái đợt mà làm game ấy thì hay chơi cùng. Nhưng mà về sau thì ít dần đi, xong đến một đợt mình còn bỏ luôn ở game. Nhưng mà mình với Hoan vẫn hay liên lạc với nhau. Có nhiều bạn thì cũng bảo là mình với Hoan xung đột, hoặc là Hoan khiến cho mình phải bỏ game, bỏ YouTube. Thực ra thì cá nhân mình thấy nếu mà cái đợt đấy tính mình làm thì lượng fan của mình vẫn đạt không thua kém thì Hoan lắm. Ui giời, càng thế. À, không phải là không thua kém mà là vượt trội hơn Hoan nhiều chứ. Bởi vì nói sao nhỉ, mình là YouTuber đời đầu về game này cơ mà, mình chẳng quan tâm cạnh tranh, mà chính mình cũng là người góp phần đưa Hoan đến cái độ nhiều view, như nhiều lượt xem như thế này. Cục tê. Ui. Gà quá, nó cứ lác lác kiểu gì cơ không? Tưởng bạn Hoan bạn chơi cái nick leo cơ, nhưng mà hóa ra bạn chơi nick khác. Thành ra là rủ chơi cùng lại thấy không thấy online. Đây này, đấy. Nhè thì đừng hỏi luôn. Rất nhầy, giờ trình độ khá hơn. Ngày trước hai thằng kiểu gà gà ấy, suốt ngày bị phốt. Nói mình với Hoan chắc đứng top ăn phốt luôn ấy. Trong cái tựa game này thì đúng là tựa game của mình với Hoan đứng top ăn phốt. Ôi, đổi hướng đi. Mình đã chơi gà mà đợt đấy nếu mà tính thì chắc là Hoan khéo còn chơi gà hơn luôn cơ. Xong là nào là phốt nọ phốt kia rồi các group nói rồi. Ơ, xong chui vào được nhỉ? Nói chui vào dễ thế mà mình thì rõ là khó. Ôi, chưa bị lên đồn các bạn ạ. Có vẻ anh Hề này khá là khó chịu luôn. Mình chơi xong mình còn quên luôn cái trận đấu nó như thế nào. Quên thực sự. Thế rồi bẵng đi một thời gian mình bỏ YouTube. Và Hoan thì vẫn đang cố gắng. Hoan bảo ước muốn của Hoan là có được một cái nút bạc. Mình thì chắc đợt đấy mình lên được 8 mấy nghìn, sắp gần 90 nghìn rồi. Nhưng mà nếu mà để mà đạt nút bạc chắc cũng phải mất tầm 2-3 tháng nữa. Tại vì cái lượng người chơi cái tựa game này nó không có nhiều. Nó chỉ ở trong một cái khoảng đấy thôi. Và lên rất khó. Cá nhân mình thấy kể cả kênh Hoan cũng thế. Kiếm tiền thì vẫn ok, chứ còn để mà đạt 100.000 subscribe thì khó. Cực kỳ khó của Nam Cường luôn. Ui giời ơi. Nó lác lác các bạn thông cảm, nhưng di chuyển nó khó đấy, chứ không phải là đấy đâu. Tại cái máy mình cũng biết, mà nhiều người cũng bảo cái tựa game Identity Fight này thành bại nó là tại mạng nó tốt thì nó ngon, không tốt thì thôi. Sẽ đuổi mình cho xem. Cục lắm, cục cực kỳ luôn. Còn hai máy thôi, ra sửa máy rồi lành.
Cái map này cũng là map lần đầu mình chơi luôn. Chưa chơi cái map này bao giờ. Nhìn nó rất là kiểu lạ lẫm. Rộng nhỉ, rộng thật luôn. Bác sĩ vẫn chữa rất nhanh. Hiệu ứng gì đẹp. Uầy. Cơm mặt. Sao nó đuổi ghê luôn. Đấy. Chơi rất tốt nhỉ. Wow. Kiểu ném cờ cũng nghĩ đấy. Xong đúng là loại phá game rồi. Ui giời. Cục nhờ. Thấy Hoan chơi tốt phết. Cái rất lâu luôn. Nhẹ dai như bây giờ cho mình vào thì chắc chịu chết luôn. Chơi gà thiếp hổ. Không biết là giờ còn nhiều những người chơi Identify mà lên được không. Ngày trước ở trên Facebook mình nhiều có tái hỉ với lại mình chỉ nhớ mỗi tái hỉ với lại một bạn nào đấy. Một đôi bên chả động chạm với nhau, thi thoảng fan ông này sọ fan ông kia. Rất là buồn cười nhá. Kiểu không biết nói làm sao ấy. Nhưng mà một phần mình cũng bỏ cái tựa game này là do kiểu nó quá mệt mỏi rồi. Fan nó cũng kiểu trẻ con quá, fan anti fan cứ cãi nhau theo kiểu rất là trẻ con, làm mệt mỏi dã man. Suốt ngày đôi co các ông. Đấy. Mình mà tranh luận nhiều thì nó lại thành trẻ con. Thôi thà em. Mà nếu mà mày láo này. Mà nếu mà không tranh luận ấy, nói thật các bạn, nó thành như kiểu nó là lẽ đương nhiên. Và như thế là mình lại kiểu tự nhiên bị ăn phốt ăn chửi nó lại là đúng. Nhìn mình di chuyển tù thật đấy. Xem lại trận đấu nhìn mình di chuyển trông nó cứ ngơ ngố nào ấy. Chưa mượt được. Nếu mà muốn chơi lại thì thoảng làm một vài game cần phải gọi là luyện tay hơn chút nữa. À, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Rất hung hãn luôn. Map này rộng ghê luôn đấy. Này thì Hoan này, Hoan với chúng tôi này. Hoan với chúng tôi. Để mà thắng được trận này thì Hunter khó chứ, làm sao mà thắng được nhỉ? Cái kết của trận này là thắng hết cả 4 cơ. Thế mình chỉ nhớ vậy thôi chứ còn chơi game mình hay quên. Hoan lại dậy. Lại chạy vòng về đây, ác ôn rồi. Căn bản là ở cái map này có nữ chủ tế nó hợp lý. Xà dã man đục những cái lỗ đi vào lòng người. Bum. Nhìn nó tức. Tức thật đấy. Ok, mình kết thúc video này ở đây thôi. Chắc là kiểu gì Hoan cũng đăng video cho các bạn xem.